Ok, hôm nay là Mr. Tiên sẽ làm một cái series những xe nào đáng mua trong tháng 7. Đầu tiên là Sega, sẽ là xe AB 125 là đáng mua nhất trong tháng 7. Tiên có màu xanh này, đẹp chưa? Tiên có màu đỏ nè, đẹp chưa? Tiên có màu đen nhám nè, đẹp chưa? Quá đẹp. Tại sao tiên nói là AB đáng mua trong tháng 7? Thứ nhất, AB là ABS-B cộng thế hệ mới, cốp xe cực rộng, có đèn trong cốp, có cổng sạc USB không cần chuyển đôi, 1 lít xăng có thể chạy được trên 50 km. Quan trọng nhất là giá, thì bản tiêu chuẩn nó chỉ có 45,8, bản đặc biệt như nãy á, giá chỉ có 47, giá rất là mềm so với dòng xe Tay Ga hiện tại bây giờ. Nếu bạn thấy đáng mua thì bạn nhớ comment và like, còn nếu bạn không thấy đáng mua thì bạn vẫn comment và like. Ok. Ok, tiếp tục là series clip những xe ga nào đáng mua trong tháng 7. Cùng xem nha. Tiếp theo đó là SH lớn. SH lớn thì tin có đủ hết, màu trắng, màu đỏ. Đây, màu đỏ ha, ABS 150, CBS 150, ABS 125, CBS 125. Màu xám xi măng có luôn, màu đen nhám có luôn. Tại sao kêu đáng mua? Tại vì SH á, là nó ở một đẳng cấp, gọi là đẳng cấp cao rồi, chứ không phải như Vision, hiểu không? Nên là giá nó cho dù cao cao chút xíu nó vẫn đáng với cái đẳng cấp của nó, còn Vision bây giờ là không có đáng đẳng cấp của nó. Ok, giá xe thì 125 thì nó rơi tầm 85 cho tới 90, còn 110 thì 150 thì 105 cho tới trăm hai mấy, tùy theo bản, tùy theo màu, tùy theo loại. Nếu thấy hay nhớ chia sẻ cho Mr. Tin nha. Rồi, tiếp tục series xe gì đáng mua trong tháng 7, nhưng mà không nói gì xe gì đáng mua mà là xe gì tuyệt đối không được mua trong tháng 7. Đây, có thấy là cửa hàng của Mr. Tin không? Các bạn có thấy một cái ba dòng xe mà không có trong cửa hàng Mr. Tin không? Ừ ha, cướp hà, đó là Vision, SH Mo, Ly. Đối với đêm qua tin có nằm mơ tin thấy là Vision, SH Mo, Ly là trong tháng 7 là không có sản xuất chiếc xe nào cung cấp ra thị trường, vì vậy giá xe nó sẽ tăng. Và theo dự đoán trong giấc mơ của Mr. Tin á, là Vision có thể lên tới gần 60, SH Mo thì có thể là gần 90, Ly có thể là gần 50 tới mấy 60 nha. Vì vậy nếu có để bán thì cũng đừng nên mua, đợi khi nào tháng 10 tin mơ lại đi rồi hãy mua nha. Ok, nếu mà nói về phương tiện là đi phượt á thì Winner X hay là Future? Xem hai chiếc xe trước đã. Đầu tiên là Future ha. Future là nó thể hiện một điều là tiện ích. Tiện ích là cái gì? Thứ nhất, cốp xe rộng ha, chứa được nhiều đồ. Cái thứ hai là máy rất là bền bỉ. Cái thứ ba là cực kỳ tiết kiệm xăng, 1 lít chạy được gần hơn 60 cây số ha. Còn Winner X thì sao? Nó bất tiện là cái gì? Nó không có cốp, ở trong này là không có cốp nha, và khá là hao xăng. Nhưng bù lại nó có thắng ABS, động cơ 150 ha, 1 lít xăng của nó chạy 50 cây số. Theo quan điểm của Mr. Tin, muốn đi phượt sử dụng máy mạnh bền an toàn thì Winner X, còn đi làm thì là Future. Các bạn mua Future lép trắng á, thì lưu ý một điều ha, nguyên mẫu của Future là bánh mâm nha, nguyên mẫu là bánh mâm, yên đen, lườn đen và tay giắt màu trắng. Ok, vậy chúng ta có thể lắp bánh căm được hay không? Đây ha, lắp bánh căm vẫn được nha. Đây, Future trắng à, lắp bánh căm à. Ok ha. Đó, còn muốn về độ hành thái thì cứ độ. Ok, bánh căm là bánh căm rim nha, chứ không phải là bánh căm lô nha. Đó, còn cái yên này muốn lọc yên đỏ thì vẫn được ha, lườn đỏ vẫn được ha, nhưng mà làm biển số không hãy làm, còn bánh căm thì có quyền lắp trước khi làm biển số nha. Ok, giới thiệu cho em về Future nha. Future bây giờ mua được rồi đó, xuống dữ lắm luôn rồi. Đầu tiên là xanh dương bánh căm, dè đen, đầu đen 35,5, đen nhám bánh mâm, đầu đen, dè đen, nguyên con đen thui thùi lùi 38,5. Xanh dương nhám bánh mâm, nhám toàn thân,
Mặt đồng hồ cũng rất là đẹp, 38 rưỡi. Xanh dương bóng bánh mâm, bóng toàn thân, bóng đều, bóng bóng bằng bàn, đồng hồ cũng bóng luôn, 38 rưỡi. Siêu phẩm trắng bánh mâm, bánh căm cũng vậy ha, bánh căm thì dễ độ quay thái hơn, trắng như ngọc trinh là nó đây, trắng hơn cả ngọc trinh nữa, 40 rưỡi. Ok, nếu thấy ai nhớ chia sẻ cho Mr. Tin nha. Bạn follow thì Mr. Tin trả lời nha. Đầu tiên là AB. Đi làm thì không nên chọn AB 160 mà chọn là 125, hay là 150. Mà đi làm phải là tiết kiệm xăng. AB 150 2,17. AB 125 là 2,26. Vậy suy ra AB 150 tiết kiệm xăng hơn, nên là mua AB 150 nếu mà gọi để đi làm ha. Còn phu chờ thì nói về tiết kiệm xăng là vô địch rồi, 1,54 lít trăm cây, 1 lít chạy được 60 70 cây ha. Vậy nói về tiết kiệm xăng là dĩ nhiên chọn phu chờ, nhưng mà nói về tiện ích thì dĩ nhiên AB Stega cốp xe rộng hơn, chứa được nhiều đồ hơn, cốp phu chờ nhỏ hơn, chứa ít đồ hơn ha, là tiện ích thì không bằng AB. Nhưng Stega chạy hàng ngày, chạy nhiều thì dĩ nhiên sẽ không bằng phu chờ, phu chờ sẽ bền bỉ hơn, cái đó là chắc chắn ha. Nếu theo Mr. Tin thì chọn phu chờ.